À, chào các bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục làm cái app truyện tranh lần trước. Thì đại khái là lần trước mình đã làm được đến cái đoạn mà hiển thị lấy ra được cái danh sách truyện, cái danh truyện từ khi săn trở về, xong rồi hướng dẫn các bạn là tạo cái SQL để tạo một cái cơ sở dữ liệu, xong rồi lấy sau mình đặt chuyện đấy, từ đấy mình sẽ lấy là thì là đây là mình chạy lên cho các bạn xem nha. Sau mình cỡ bố mất rồi, thì trong đó mình sẽ đăng nhập cái cơ sở dữ liệu của mình. Cái mình làm cái gì đấy đó là một cái web folio, một cái hot folio không trước mà mình đăng nhập bằng cái nào nhỉ? Mình là bằng hai thì phải. Rồi mình xem nào. Là cái thằng quản lý file này, quản lý database này, xin cái đồng chuyển nhóm, xin cái đồng chờ các bạn chờ chưa không? Đây đây chính đó là đây là đây đây là cái code của cái trang trả lời di sản của mình, còn đây là cái database của mình, đây cái database này. Bảng có một bảng chuyện này, thì như các bạn đã biết thì bảng chuyện chuyện đọc truyện tranh ấy, đây nó sẽ lấy về truyện tranh, bao giờ nó cũng có cái tab truyện tranh đúng không, có kiểu từng tab một ấy. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn là cái phần mà kích xong này mở sang một cái ra mới là hiển thị đến tab truyện tranh. Thì nói qua một chút về cái layout hiển thị cái tab nhá, chờ một chút mình tắt thằng này ra. Qua một chút này thì sẽ thiết kế như này. Ví dụ như ở đây là các bạn có một cái thằng đấy đi. Như này thì không có lắm để chờ một chút này, đôi xếp. Ok, vừa có cái Gmail của mình nó là cá nhân mà, nên là mình không phải quay cái phần Gmail các bạn nhé. Thì ví dụ đây là cái màn hình của cái thằng ấy đi, màn hình của cái màn tiếp theo khi mình kích chuyện lại sang đi. Đầu tiên mình sẽ thiết kế như này, ví dụ như là mình sẽ cho nó một cái ảnh này chẳng hạn, đấy như hình ảnh này, tải xuống này, đây đó. Rồi thì là mình sẽ thiết kế như này để cho một cái ảnh hơi láng nhỉ. Rồi này không cho quá là có một cái phần hái đầu tiên là cái phần hiển thị cái thằng ảnh chuyện này. Tiếp đến này thì nó cho một cái text kìa, một text ở đây căn cho đầu bài thì là ví dụ tên chuyện này là cái tên tiếng Anh, tiếng nước ngoài, rồi ví dụ như lên như lại chẳng hạn. Ok, đây bây giờ mình sẽ chỉnh lại một chút này. Đầu tiên là cái phần làm trước, mình sẽ để nó một cái lần nữa, một bên màu màu một kẹo đây, cái tầm này chữ này cần chưa,
nhựa, chữ cách chữ màu chữ sẽ là màu trắng, cỡ chữ là hàng ngày, à kiểu chữ sẽ là hàng ngày 48 đây, nó sẽ kiểu kiểu như này. Và bên dưới ở hạn bên dưới thì mình sẽ có một cái hàng một những cái kiểu item này, ví dụ như kiểu item kiểu chat chuyện đây, ví dụ như là chat một này đấy. Chờ một chút mình sẽ chỉnh lại hàng item này một cái nhá. Chat một màu trắng là mình sẽ để cái màu xám xám đi đấy. Đấy, chat một màu trắng liền cũng trắng luôn đấy. Trăm một xong rồi, trăm một tiếp cho trăm một thì là ship trong cơ. Ở đây sẽ có cái ngày update của nó, thì nó cho thêm một ngày update, ví dụ ngày hôm nay là ngày thứ sáu ship 10 cùng nhau tiếp 2019. Ok chưa? Cái chữ này thì cái chữ này mình sẽ để cái chat mình sẽ cho đậm lên, cái chữ này mình sẽ để cho chữ là 18 này, cùng 18 bé hết nó tự nó tăng nó giữa. Ok đấy, nó sẽ chat một này đấy, xong tiếp theo nó sẽ có chat 2, chat 3, chat 4, chat 5, chat 6 gì đấy. Sorry các bạn. Bên dưới sẽ ít cái chat đấy, đơn giản chỉ thôi. Thì ở cái video này mình hướng dẫn các bạn là đầu tiên là cái phần này trước, cái phần tạo ra cái này trước đó. Tạo ra được cái hiển thị nó cũng bấm mình sẽ kích vào đây, mình hiển chuyển sang bên kia, chuyển cái data của chuyện sang bên kia. Ok chưa? Rồi rồi bắt đầu rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào trong app hoặc cái project đời trước của mình nhá. Mình vào đây là ở cái main activity, nó tạo ra thêm một cái màn nữa, như một cái activity MCT activity. Ok thì cái này mình sẽ đặt là chat activity ở cái nick. Nó đợi một chút rồi tạo. Ôi trời, từ mình sau mình tắt cái mẹ mình đi, nó không nó giật quá. Rồi xong, sang bên cái activity chat là hiện tại đây không, thì mình sẽ có một cái thằng image, và một cái thằng này sẽ để là layout này, layout nó kiểu sắp xếp của nó orientation sẽ là vertical. Rồi tiếp đến mình sẽ có một cái relative layout. Ok chưa? Cái này là mắc cái rồi, thằng này mình sẽ cho nó là 230 dpi, cho 230 cho to. Ok, trong cái thằng này thì đầu tiên mình phải có cái ảnh đúng không? Chờ trước mình sẽ lấy cái ảnh vừa rồi mình tải và mình nhét vào chờ một chút mình xài đi, hình như mình có rồi đấy nhỉ, trước đó là mình có một cái ảnh rồi ở đây rồi. Thì ở trong này đầu tiên mình sẽ có một cái image view, image view coi là hai tất cả nó mắc ra được hết. Cái SLC của nó mình sẽ để là thằng và cái thằng A đấy, nhưng hiện tại nó không full được cái như kiểu mình thiết kế đúng không? Bây giờ mình sẽ cho nó cả thêm một cái thuộc tính nữa, đó là cái thuộc tính Scalar Type. Ok, mình sẽ để nó là Central Group đó, thì sẽ là full màn hình rồi, xong rồi cắt cho các nó sẽ đổ ra, nó lấy được đúng cái phần ảnh thôi. Rồi như chưa thiết kế đúng không,
trong cái thế mình sẽ có một cái view đó, thì cho nó một cái tag view cũng là mắt tơ rừng đó, tag dao mình sẽ để cho nó một cái màu đen đấy, một cái màu đen. Xong rồi là mình sẽ chỉnh lại một chút nhá, mình sẽ chỉnh cho cái là đây xem nào. Rồi à, cái này ổn rồi đấy. Cái vẽ tách mình sẽ cho cái tách ở trên kia. Rồi hiện tại chả nhìn gì đâu ạ. Thì mình sẽ chỉnh lại, đầu tiên là cái này gravity, mình sẽ để xem chờ này, x color mình sẽ để s màu trắng, x size mình cho nó tầm 25 dp, 25 ft, vẫn bé quá nhỉ, 35 rồi đấy, 35 thêm cái này padding nữa, padding tầm 50 ft đó. Đó rồi cái hàng này mình sẽ có một cái, nó sẽ mình sẽ cho nó cái background màu trắng đấy. Rồi và bên dưới mình sẽ để cho nó một cái lead view master là master rồi, tạm thời chỉ có thế thôi. Bây giờ mình sẽ sang, mình sẽ format code này, mình sẽ gắn ID cho nó này, ID và cái là ID mà là ảnh chuyện tên mới rồi, mình không muốn trùng cái ID với bằng mấy cái ID đi kiện. Tiếp theo là ID txv tên chuyện về chuyện nhé. Đấy, ok rồi, cũng như thằng này đúng không, cũng như thằng này kiểu cái chat HTTP bao giờ mình cũng thế, mình sẽ làm năm đầu tiên là cái hàm public là private unique private void unique là cái hàm unique d bốn hàm. Tiếp theo nữa là sẽ là cái hàm ánh sáng, tiếp theo nữa là sẽ là cái hàm setup, tiếp đến của nó thằng này nữa tiếp đến của thằng này nữa sẽ là cái hàm setclick, setclick ok chưa. Rồi xong, sau khi có bốn hàm thì tương tự sẽ gọi được cái lệnh init, tiếp đến là xa, tiếp đến là setup, tiếp đến là setclick, set ô thiếu chữ t rồi, setclick. Ok, sau bốn hàm xong rồi thì đầu tiên là mình sẽ có một cái view không, view của mình là gì, view của mình ở đây cái view tên chuyện, view tên chuyện lâu chưa, tiếp đến có cái ảnh tên chuyện chấm bài này, mặc dù nó bích view, view đi nó tiếp theo vào hàm ánh xạ này, ảnh chuyện bằng chân đi mai ai đi đây là chấm ai đi chấm chấm phải theo chân đây là copy này, copy paste và paste. Rồi mình đã có hai cái thành phần rồi, bây giờ là mình sẽ tiến hành sang bên bên activity, chính là cái màn hình viết chuyện đấy mà lần trước các bạn làm ấy. Thì ở đây cái git view này và hàm set click, thì ở đây cái hàm mà mình sẽ set cho nó một cái sự kiện là khi kích vào sẽ chuyển sang hàm kia đúng không, git view chấm set on khi kèm cho cái listener new và chấm cắt. Rồi ok, thì bây giờ nhá, thì bây giờ mình chỉ cần chuyển màn thôi, mình sẽ gọi một thằng em khoảng intent, intent intent nào, đây intent này, intent này đó, mình sẽ đặt cái i bằng i, intent rồi chết chung rồi,
view. Đầu tiên là chuyển từ màn này không, màn này của mình sẽ là main.htdv.zip, nó chuyển sang màn tiếp theo là màn chat chat activity.class và start activity. Start activity mình chuyển nó thành intel đấy. Ok rồi, bây giờ mình sẽ chạy lên cho các bạn xem nhé. Các bạn đợi mình khởi động làm một chút. Ok, còn mình có một chút vấn đề gì đấy. Để mình di start như thế nào rồi đó. Ok, chạy rồi. Rồi, sẽ chạy cho các bạn xem này. Truyền được ấy. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái thằng Bundle trong thằng Android ấy, thì để nó truyền sang cho mình. Thì nếu như mà các bạn ví dụ mình khi mình kích đây à, mình kích đây mình sẽ lấy ra cái truyền của mình không, truyền tranh này, mình sẽ là PMT truyền tranh bằng cái nick truyền tranh của mình đặt tên ở trên này nó là truyền tranh Arabic, truyền tranh Arabic chấm f index. Truyền mình cần truyền cái vị trí lấy của nó là vị trí cái y đúng không? Đấy. Bây giờ mình muốn truyền được cả cái truyện tranh này vào cái intel này. Vâng, thì mình sẽ dùng vì ở trong cái object truyện tranh mình ấy, bắt buộc mình sẽ phải implement một thằng. Implement đó là thằng Seria Mini Seria. Mình không biết kiểu đâu, mình chờ một chút. Để mình chút để xem này. Serializable. Đấy, nó là thằng đấy, đấy đại khái nó là thằng đấy, Google có đọc của mình đấy, đấy. Thì sau khi kế thừa cái thằng Serial Label xong ấy, thì ở trong này sẽ tạo một cái Bundle nhá, mình sẽ đặt tên là B, là New Bundle, chấm phẩy. Xong mình gọi B, chấm put. Bây giờ mình muốn put cái thằng chuyện tranh xa ấy, mình sẽ put cái thằng Serial Label. Đây chính nó. Thứ nhất mình cần truyền một cái key cho nó, cái key nó để sang bên kia mình lấy ra, mình gọi ra. Như kiểu là như kiểu các bạn cảm tưởng như kiểu là mô tả này nhá. Mô tả một chút cái thằng này nhá. Thì đây ví dụ đây. Ví dụ ở đây mình có ví dụ đây là cái màn hình đầu tiên này. Được chưa? Và mình có cái màn hình thứ hai. Được chưa? Đây là cái là truyện tranh của mình ở đây, là cái là truyện tranh này ở đây. Đấy. Bây giờ mình muốn truyền cái là truyện tranh này từ màn này qua màn kia. Thì cái phương thức chuyển màn ấy, cái phương thức chuyển màn như các bạn đã biết ấy, là mình dùng cái thằng ví dụ đây mình dùng cái thằng intel này. Đấy, mình dùng thằng intel đó là thằng chuyển màn. Thì bây giờ cái cách thằng này hoạt động ấy là mình sẽ tạo ra cho nó một cái bundle. Ví dụ mình sẽ tạo ra cho nó một cái bundle. Một cái bundle đi. Đây. Thằng chuyện tranh này. Chuyện tranh này mình sẽ thu nhỏ lại một kẹo. Đấy. Cho cái màu khác khác đi. Cho một độ màu lá đi. Đấy. Thì đầu tiên mình tạo ra được một cái thằng intel đây nhá. Đúng chưa? Sau đó mình tạo ra được cái bundle này. Mình lấy được cái chuyện tranh này rồi này.
thì mình sẽ đẩy cái thằng này vào trong thằng Mander, đẩy nó chuyển sang thằng Mander. Nhưng mà cái việc đẩy của nó ấy, cái việc đẩy của nó thì nó không thể đẩy không được, bạn như kiểu bạn nhất vào bạn phải gắn thêm cái tên, nhưng mà mình đặt tên thằng là T, được chưa? Nhìn nó hơi điêu điêu tí, mình cho chữ to như kiểu này đấy, gắn thêm thằng T đấy. Và tiếp theo đó mình lấy cái thằng ban đời này, lấy thằng ban đời mình nhét vào cái tin tên này đấy, và đặt vào cái thằng ban đời chắc chắn là nó cũng phải có tên, như kiểu T rồi, nó không thể không có tên được. Ví dụ thằng ban đời đấy, và sau đấy thì mình lấy cái tiến hành chuyển màn hình từ màn này qua màn kia, thì sau khi sang được bên này ấy, sang sang bên này xong ấy, mình sẽ lấy đầu tiên mình sẽ lấy ra cái thằng mình sẽ lấy ra cái thằng ban đầu này, mình sẽ lấy cái thằng ban đầu này rồi, mình lấy được cái thằng ban đầu này đó, từ màn hình kia chuyển sang bỏ qua hình kia đi, hình kia là không quan trọng nữa rồi. Khi lấy được cái ban đầu này xong ấy, lấy thằng ban đầu xong rồi, có phải là mình thằng ban đầu có tên mà đấy, thì mình sẽ lấy là cái chuyện của mình đó, bởi vì mới vào mình mới nhắc vào đấy xong, ok chưa? Hoặc sang bên này nhá, vào cốt này, có phải nó cần một cái tên luôn, mình sẽ đặt tên nó là cái chuyện, chuyện cái kiểu đi, chuyện này, và cái là mình muốn chuyển sang là cái chuyện tranh kia, đó, ok chưa? Và trong cái thằng intent này nhá, trong thằng intent này mình cũng put, mình sẽ gọi hàm put extra, put extra đấy, mình sẽ truyền cho nó cái ví dụ là data, mình gọi cái key là data và vứt vào cái thằng ban đầu kia, ban đầu B của mình đó. Đây bây giờ hoàn thành cái bước mà cho nó bước này, mình đã hoàn thành được cái bước này đấy, hoàn thành cái bước này thì bây giờ tiến hành là ở mình sang mình chuyển sang cái màn chat activity class này, thì mình sẽ tiến hành lấy ra đúng không, thì ở trong cái hàm edit này trong class từ cho là mình sẽ khai báo ra một cái biến truyện tranh chứ đã, truyện tranh chứ vậy đó. Ở trong hàm edit này đầu tiên mình sẽ lấy ra cái thằng ban đầu của mình, b bằng get intent, get intent chấm get bundle extra, bởi vì tên của thằng ấy, tên của cái thằng mình đặt ở bên bên activity, mình truyền cái thằng bundle mình gắn cho nó cái tên là data đúng không, thì ở bên này mình sẽ lấy ra cái thằng tên là data đấy, chấm vào. Và cái thằng chuyện tranh riêng của mình ấy sẽ bằng b chấm get, vừa mình chuyển sang một cái thằng sơ dài gì thì bây giờ mình cũng lấy ra cái thằng đấy thôi, cái khi mình đặt cho nó là chuyện đúng không, chuyện nó đang báo lỗi bởi vì sao, bởi vì cái nó vẫn đang hiểu là mình đã lấy ra một cái thằng ở đây nó báo lỗi, cái thằng ban đầu trả ra là một cái lượng sơ dài, còn nhưng mà cái mình muốn lấy ấy, là cái thằng chuyện tranh, hai cái kiểu ví dụ đang không khớp nhau, thì cách đơn giản nhất là bạn kích vào đây các bạn, à đâu các bạn chỉ cần cách kiểu đó để chuyển sang thôi đấy, xong thế là xong. Và sau khi đấy ở trên màn hình setup thì đầu tiên nó là tên chuyện txt, tên chuyện đó các bạn được set text của nó là bằng cái là chuyện tranh chấm tên tên chuyện tên chuyện tên cái chuyện là đấy. Còn cái thằng ảnh kia ấy, bởi vì ảnh ở lần trước mình hướng dẫn các bạn là nó loát từ cái URL ra đúng không, thì mình sẽ sử dụng cái thằng đây là copy code nha, mình sẽ sử dụng cái thằng này, cái thư viện giống như đây này đấy, giống như chấm mình test đây, mình sẽ thay đổi một chút. Thứ nhất, context của mình đây là context truyền vào là hit
tiếp theo là cái hàng truyện tranh chấm ghép linh ảnh thì vẫn thế nhá, nhưng mà mình sẽ thay, mình sẽ lắp cho nó cho cái thằng này, ok chưa? Đó, và bây giờ mình sẽ run. Rồi. Đấy, ví dụ bây giờ mình sẽ tiếp tục chuyện này đi. Rồi, có đến tên chuyện của mình không? Chọn nhiều. Đấy. Tiếp theo nữa. Ô, vẫn là chuyện đấy à? Có chết. Sorry, sorry, sorry. Tiếp chuyện khác này. Đấy, tên là thằng. Ô, sao cái data của mình nhiều lắm quá mà nhỉ? Data mình nhớ nhiều lắm mà. Là nó không nhiều lắm đâu, chỉ có lần đấy thôi. Rồi bây giờ đã thế thì mình sẽ quản lý đây, mình sẽ thêm cho nó, còn để tí mình tự thêm đi, tí mình sẽ tự, tí mình sẽ thêm cho nó một ít dữ liệu đi. Ok thì lần này video của mình sẽ xin được dừng lại đây. Đó, dừng lại đây thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng các bạn hiển thị cái nick, nick cái chat chuyện, ok chưa? Rồi ok thì video của mình sẽ được dừng lại đây, chúc bạn học ở trường vui vẻ.